Nigeria đàm phán mua xe tăng chủ lực T-90 Nga. Nigeria đang đàm phán với Nga để mua xe tăng chủ lực T-90. Động thái diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại về an ninh ở khu vực Sahel có nhiều bất ổn sau cuộc đảo chính gần đây ở Niger. Một quan chức quân sự cấp cao của Nigeria được cho là đã chia sẻ thông tin này trong Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Nga, quân đội, 2023, gần đây. Các cuộc đàm phán này thể hiện quyết tâm của Nigeria trong việc trang bị cho lực lượng vũ trang của mình những loại vũ khí tối tân. Nigeria có truyền thống sử dụng các loại vũ khí có nguồn gốc Liên Xô, Nga, từ tiêm kích MiG-21, trực thăng dòng Mi, súng trường tấn công Kalashnikov, xe tăng T-55 và T-72. Động thái đàm phán mua xe tăng T-90 diễn ra sau những nỗ lực không ngừng của đất nước nhằm hiện đại hóa thiết bị quân sự và tăng cường khả năng phòng thủ. Xe tăng chủ lực T-90 do Nga sản xuất. T-90 có nguồn gốc từ một chương trình cuối cùng của Liên Xô nhằm hợp nhất các xe tăng chiến đấu chủ lực T-64, T-72 và T-80, thành một loại xe tăng hiện đại duy nhất có thể phục vụ như một nền tảng lâu dài bền vững hơn để nâng cấp trong tương lai. T-90 chính thức được biên chế vào năm 1992. Hệ thống bảo vệ của xe tăng T-90 bao gồm 3 lớp. Đầu tiên là lớp giáp composite bảo vệ khu vực tháp pháo. Sau đó là lớp giáp phản ứng nổ KONTAKT-5, ERA. Cuối cùng là lớp thiết bị quang điện tử SHT-OZA-1, bao gồm các cơ chế cảnh báo sớm, công cụ gây nhiễu và lựu đạn khói tự động xả để gây nhầm lẫn cho các hệ thống nhắm mục tiêu của đối phương. Kho vũ khí của T-90 nổi bật là pháo tăng nòng trơn 2A46 M125mm có khả năng bắn nhiều loại đạn, bao gồm đạn chống tăng dùng thuốc nổ mạnh HETFS và đạn nổ mạnh văng mảnh HERAG, cũng như tên lửa dẫn đường chống tăng 9M119 Reflex. Quân đội Nga hiện có khoảng 550 xe tăng T-90 với các phiên bản khác nhau đang phục vụ trong biên chế. Ngoài Nga còn có Ấn Độ, Algeria, Iraq, Kuwait, Azerbaijan và Việt Nam sử dụng dòng xe tăng này.